Hello, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ sbphotoshop.com à, nghe chữ sbphotoshop nhiều người bạn nghe không rõ nhỉ. Mình là hpphotoshop.com. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta ghép cái chữ vịt lộn, vịt giữa, cút lộn vào trong cái hình của các bạn. Rồi đây mình có cái file PNG thì các bạn có thể tải chung với lại cái PSD, mình để phía dưới cái link phía dưới này nha. Nhưng mà trước khi các bạn tải thì coi hết cái clip này để biết cách làm đã, đừng có dựa vào cái PSD xong tới hồi lại không biết làm. Rồi thì cái kết quả chúng ta sẽ có như này, tương tự cái file PSD các bạn sẽ nhận được cái link ở dưới ha, phần description á. Nhưng mà đừng quên nhìn liếc mắt qua bên phải, các bạn sẽ thấy nút like, các bạn click vô đó phát cảm ơn. Rồi đây các bạn, ở đây mình có cái hình như thế này ha. Nếu như các bạn sử dụng cái hình khác á, thì tốt nhất là nên sử dụng như là hình Photoshop này đó, đại khái thì cái hình toàn thân như này thì nó sẽ ổn hơn ha. Cái nền thì nó vừa vừa thôi để chúng ta dễ chọn cái vùng. Đây thì mình sẽ bỏ hết đi ha. Đây là hình của anh ca sĩ Justin Timberlake. Ok, ở đây thì mình sẽ kéo thả cái này qua. Đây file là mình đã có rồi ha. Các bạn có thể sử dụng là file Flash. File place enable, rồi các bạn search cái đó, cái file của mình này. Ở đây mình mở sẵn luôn thì các bạn cũng có thể sử dụng cái move tool, các bạn kéo qua. Nếu các bạn bị lỗi không thể kéo qua được thì đó là lý do là bởi vì các bạn sử dụng cái phần mềm Photoshop Portable, tức là Photoshop chạy ngay thì nó không có cho các bạn kéo thả. Rồi đây các bạn sẽ di chuyển chuột đều vào lại vị trí cho nó ổn nha, hoặc là bấm Ctrl T, sau đó chúng ta chỉnh sửa lại cái kích thước một chút xíu. Đây cái file này mình crop nó có vấn đề thế nào nhỉ? Đây, delete đi. Rồi. Rồi bỏ này đi cho các bạn dễ transform. Đây mình cũng kéo qua lại ha. Giữa. Rồi, các bạn muốn chỉnh sửa lại cái size này, các bạn sẽ bấm Ctrl T và chúng ta sẽ đưa con chuột ra ngoài phía góc để chúng ta kéo ra. Tuy nhiên nhớ giữ phím Shift trong lúc chúng ta kéo ra. Nhớ giữ phím Shift. Các bạn kéo ra sao cho nó vừa vào cái mà các bạn muốn. Ở đây nếu các bạn có một cái ý tưởng nào mà nó hay thì nó ok. Còn không thì các bạn có thể search, đây người ta làm rất là nhiều rồi. Để mình này search mấy cái linh tinh. Đây, đó, một vài cái người ta sử dụng cái cách này. Người ta cũng masking y chang như mình sẽ làm ngày hôm nay. Đây là cái hình gốc chúng ta này. Đó. Ok, quay lại ha. Thì đây chúng ta sẽ phải sử dụng cái chức năng gọi là layer mask. Nếu với các bạn biết rồi thì nó có thể là tương đối dễ. Nhưng mà đa phần đây là mình muốn giới thiệu nhiều cho các bạn là chưa biết sử dụng thì nó phù hợp hơn ha. Thì đây đầu tiên á, việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải chọn cái vùng của ông Timberlake này. Thì cái cách của mình hồi xưa, cái cách của mình hồi xưa nha, thì mình hay làm như này nè. Chúng ta sẽ tạo layer mask cho cái chữ trước đã, tại vì chúng ta đang muốn ẩn cái chữ mà, chúng ta tạo layer mask nè. Sau đó chúng ta sử dụng cái brush ha, brush màu đen ha, để chúng ta bôi vào cái mask. Cái chức năng của cái mask này là khi mà chúng ta click cái màu bôi màu đen vào cái vùng nào á, thì cái vùng đó nó sẽ bị mờ đi, nó sẽ bị ẩn đi ha. Mask nghĩa là tên tiếng Anh dịch ra là mặt nạ, mà mặt nạ thì nó khuất chỗ nào đi thì nó sẽ bị không, ta không nhìn thấy chỗ đấy. Thì đây cái mask này tương tự như vậy. Ở đây mình sẽ sử dụng cái brush ha. Cái brush này các bạn có thể sử dụng là cái hardness, tức là cái độ mềm, các bạn có thể tăng lên tăng cái phần trăm độ hardness, nhập mình hardness là độ cứng ha, thì chúng ta tăng cái phần trăm lên thì nó sẽ cứng hơn một chút xíu, nó không có mềm quá khi chúng ta để 0%. Size các bạn để vừa phải thôi. Đó thì các bạn có thể bôi một cách thủ công như này, nó hơi khó một chút xíu ha, tại vì đó, các bạn có thể thấy là một số cái viền mình để nó lật ra phía ngoài. Thì đây chúng ta cái cách chúng ta làm đơn giản hơn, tại vì đa phần những cái hình mà các bạn làm trong làm hình ca sĩ chẳng hạn vậy á, thì hoặc là cái hình bạn tự chụp bằng điện thoại bây giờ thì nó cũng khá là rõ ràng rồi, thì chúng ta rất là dễ tạo cái vùng. Cho nên là cái cách của mình hướng dẫn các bạn là chưa biết gì nha, chúng ta sẽ tạo vùng nhanh bằng một cái chức năng gọi là chức năng Quick Magic, Quick Selection Tool hoặc là Magic Wand Tool. Nhưng mà trường hợp này mình sử dụng là Quick Selection Tool. Đây các bạn sẽ tăng nó lên, tăng cái size, cái thước của cái selection này lên, cái Quick Selection này lên, thì các bạn sẽ bấm cái phím ngoặc vuông á, đó cái phím ngoặc vuông. Nếu như các bạn mà bấm phím ngoặc vuông mà cái layer, cái brush này các bạn không tăng lên mà những cái layer của các bạn lại bị xóa đi, thì lý do là nó bị xung đột với lại bộ gõ ha. Các bạn có thể tạm thời tắt bộ gõ đi hoặc là chuyển bộ gõ từ Telec qua Vini thì nó sẽ không bị. Ở đây sau khi chúng ta đã chọn cái Quick Selection Tool rồi, các bạn click kéo chuột vào cái phần người này các bạn muốn cho nó
chọn cái phần người ha. Đây có thể zoom vào, mình bấm phím Z để mà mình zoom vào chuyển qua cái zoom á. Đó, mình cũng sẽ tạo vùng. Cách tạo vùng này khá là nhanh, tại vì chúng ta chỉ việc kéo thôi. Phần còn lại cứ để Photoshop lo. Đa phần là nó hoạt động khá là chính xác. Nếu như nó bị lấy thừa thì các bạn sẽ bấm đè phím Alt Tab ha, đè phím Alt Tab Alt á. Đấy, như các bạn nào không biết, đấy, nhiều khi comment hỏi anh với phím Alt Tab anh nói là cái phím nào. Rồi, các bạn kiểm tra zoom kỹ vào chút xíu đã, như cái mặt của ông này là chúng ta chưa có bồi nó hết. Chúng ta sẽ lấy hết vùng ha. Rồi. Đấy, đại khái là như thế. Sau khi xong rồi ta tạm thời bật cái này lên. Tạm hồi nãy là mình tắt đi cho mình dễ nhìn ha. Các bạn có thể bật tắt cái này, cái con mắt này. Rồi đây mình sẽ sử dụng cái brush như màu đen như hồi nãy. Và đây các bạn có thể thấy chúng ta thoải mái mà không bị lấn ra ngoài. Lý do là vì chúng ta đang có cái đường bao này, cái đường kiến bò này. Đó. Thì chúng ta sẽ chỉ ảnh hưởng vào cái vùng kiến bò thôi, cái vùng ngoài nó không bị ảnh hưởng. Thành ra chúng ta sử dụng cái brush màu đen, nó không ăn thua gì ở ngoài hết. Mà thoải mái luôn. Thì đây mình sẽ sử dụng cái brush màu đen, mình bôi đi cái phần vịt lộn, cút lộn đi, cái phần vịt giữa mình để lại kiểu như là đó, tay ông đang đẩy qua này. Đó, thì mình sẽ bôi đi tạm thời thế. Để mà tắt cái vùng chọn này đi, một là các bạn sẽ vào là select này, các bạn sẽ bấm là deselect, hoặc là các bạn có thể thấy cái phím tắt chúng ta là Ctrl D, Ctrl D đó. Rồi, đó là chúng ta tạm thời tắt đi. Đó thì các bạn có thể thấy là chúng ta đã làm khá ổn rồi. Ở đây chúng ta có thể thay đổi cái màu của cái chữ này đi, tại vì màu mặc định mình đang để là màu vàng đó, thì các bạn có thể bật lên chọn cái new select adjustment này, các bạn chọn là hue saturation, hoặc là các bạn vào trong cái layer đâu rồi, new adjustment layer, và chúng ta chọn hue saturation. Đây chúng ta sẽ ok ha, và các bạn sẽ click vào cái phím này, click vào cái nút này trước này, click cái sau đó các bạn bấm colorize. Ở đây các bạn có thể kéo chọn, các bạn có thể thấy nó đổi màu này, rồi đổi cái saturation. Đây như ông Timonac này thì sẽ cho ông màu hồng chẳng hạn vậy. Lightness là độ sáng, mình sẽ cho nó nhạt nhạt lại. Đó, đó thì chúng ta sẽ có, ok ha. Rồi các bạn có thể biến tấu lại một chút xíu, ví dụ như là đây như là cái hình của mình ha, thì mình sẽ lấy cái chữ V này, đó mình cắt ra, mình xếp 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 lại, cái nó thành ra hình vuông miệng. Đó thì tùy các bạn, có thể là ứng dụng rồi các bạn sẽ sáng tỏa làm sao đó cho nó hay, cho nó đặc biệt chút xíu. Đây là cái trend đang khá là nổi và mình hy vọng các bạn sẽ thích cái tutorial này. Đừng quên để lại like hoặc subscribe và comment phía dưới cho mình biết là các bạn muốn cái tutorial sau mình sẽ làm gì, các bạn biết ha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn tuần sau.